Sáng nay, các thí sinh tham dự cuộc thi hoa hậu du lịch Đà Nẵng đã đến dân hương và thăm thành điện hải bảo tàng Đà Nẵng. Đây là hành trình về nguồn là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động của các thí sinh mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, đặc biệt giúp các bạn hiểu rõ hơn những trang sử hào hùng của mảnh đất và con người Đà Nẵng. Do chưa thể tập trung đông đủ 31 thí sinh do ảnh hưởng dịch bệnh nên chỉ có gần 20 đại diện các thí sinh tham gia hoạt động hành trình về nguồn. Sau lễ dân hương, khách thí sinh tiếp tục chuyến tham quan đến những điểm quan trọng như là tượng đài hai tháng 9, công viên APEC, bảo tàng điêu khắc châm. Cuộc thi Hoa hậu du lịch Đà Nẵng năm 2022 sẽ chọn ra những đại diện tiêu biểu nhất, tài sắc vẹn toàn, đặc biệt thể hiện được là người phụ nữ trong môi trường hội nhập quốc tế, trở thành đại sứ du lịch Đà Nẵng. Đêm chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2022.